Mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với vlog tiếp theo của mình. Thì mình vừa đi công tác tầm khoảng một tuần về, thì mình nghe là một cái bạn nhân viên trong công ty của mình bị F0 và bây giờ đang cách ly tại nhà. Chỗ làm của mình thì đã test hết nhưng mà không có ai bị dương tính, và mình nghĩ là tầm khoảng 3-4 ngày nữa thì mình test lại thêm lần nữa. Mình cảm thấy rất là chán khi mà mình nghe như thế này, tại vì cái bạn bị F0 này là bạn chuyên bên mảng báo chí, bây giờ đang cách ly tại nhà cho nên không có máy móc để làm và công việc đang bị đình chỉ. Cái Covid này nó làm cho mình thật là mệt mỏi quá nhiều. Nếu mà buồn lo, sáng ăn, giờ bỏ ăn, còn người thì không ăn. Bây giờ bỏ ăn hả? Bỏ ăn uống liền liền. Đây, anh Tám Điền của tôi vẫn ăn uống bình thường. Mấy tờ sau cũng đang rất là rầu. Bây giờ mình đang chờ danh ca. Tụi mình có một chuyến đi show. Mà vừa nghe đi show thì bên quận 7 thì nghe bị một người trong ban tổ chức bị dương tính. Xong tưởng đâu bãi show thì là dời qua quận 10. Ok, và tối nay tụi mình gặp nhau ở quận 10. Nhưng mà đặc biệt cái là vẫn đang chờ danh ca nha. Danh ca như phụ nữ vậy đó mọi người. Rê. Cảm thấy như thế nào khi mà Covid nó cứ quấn quanh mình mãi? Áp lực, khó khăn, bần cùng tệ hại, đau khổ quằn quại, kinh tế suy giảm, từ đó chính trị sẽ rối loạn, các nhà tổ chức, các nhà hảo tâm và tất cả các ban quản lý của đất nước chúng ta đang cùng nhau chống dịch. Chúng ta phải cố gắng mình. Cảm ơn chính phủ, cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn bộ y tế, cảm ơn cuộc sống này. Chúng tôi cho tôi năng lực để tôi phát triển xã hội. Tôi có năng lực, tôi sẽ biến thành siêu nhân vậy. Cô chết. Sao cười quay vậy? Máu não à? Yeah, mua hoạt huyết nhất uống vô nha. Cảm thấy thở gấp. Nói chứ danh ca vẫn chưa ra mọi người. Đây là con đường mòn lối vào của một căn biệt thự siêu cấp. Tại sao lại có cái đường xấu như thế này? Và danh ca đã đến nha mọi người. Đây chính là danh ca. Trong một khoảng thời gian chờ đợi tầm 30 phút thì danh ca cũng đã rửa xong. Có lời gì muốn nói với mọi người? TikTok đã làm rửa trích đã làm rửa. Nhớ đeo khẩu trang vô nha mọi người. Để như quỷ ở công ty tôi là thôi luôn. Bách Vin cũng vẫn chưa có gậy. Rất là đẹp trai và đã bị dương tính. Nhào mà nay cầm đuổi xe vậy. Tao ná. Dạng hạnh môn nha. Dạng môn thôi nè. Sau dạng hạnh môn nhé. Ok. Sau dạng hạnh môn ngước nha. Nhiều chết nào đây à? Dạng hạnh môn rồi. Ủa xí chậu mày ngày giờ. Mày show hả? Show. À giờ yeah, hiểu được show, còn mấy khác không hiểu. Mọi người, hello mọi người, thì mình vừa tới Tiền Giang và ăn cái món đặc sản ở đây, cháo mắt má quỷ lắm nha. Có một cái má bự chảng. Mà mọi người đang cắm cúi và xẻ thịt, nhất là anh Châu ăn như phương tây vậy. Phương tây. Okay, và bây giờ mình thưởng thức nha. Tí rồi mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp. Và mình vừa tới gần địa điểm show, thuê một cái khách sạn. Nhưng mà khách sạn mình hay ở thì vẫn chưa khai trương lại, cho nên mình
về cái khách sạn mới gần đây. Và tất cả các bạn đã bỏ mình đi uống cà phê. Và Mẫn Min, tài xế siêu cụ tè, da đen dễ thương. Lấy ghe thêm nữa để kiếm sống thêm nữa vậy. Làm ăn gì biết nào theo kịp. Có tiền đâu hết. À thôi ạ. Vâng, mà mít thật sâu chuẩn bị làm thợ make up cho hôn. Ủa, anh em tôi thật là lợi hại, quá nhiều điều để làm được. Ừ, xuống kìa, lại đấy, xuống kìa. Hôm nay không có Tican cho nên danh ca thay thế Tican hát cà phê con đường mình tôi. Ok, và mình chuẩn bị xuất phát sau cái make up của anh Giang Thái Châu thì có vẻ mặt mình nó đã sáng lên và tiếp. Cũng hay nhỉ, có khiếu đấy. Nhưng mà có vẻ là vẽ cái chân mày của mình hơi bị đậm. Nhưng mà không sao, mình đeo kính. Kệ, lâu lâu ủng hộ bạn ấy chứ để bạn ấy buồn mãi. Mày của em ơi Danh. Đậm không? Đậm. À, quay qua coi chân mày của mày cái hồn. À, không thấy chân mày luôn. Shit. Xin chào quý vị và các bạn. Sau khi mình đã lên xếp đồ thì mình chuẩn bị đi gặp đối tác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Xin chào các bạn. Sau khi mình thay xếp đồ thì mình đi theo anh Dương đi gặp đối tác. Nó nhìn là giống người bên Hàn Quốc nha. Giống Hàn Quốc chết rồi. Nè thằng này nè. Chẳng tính đi đâu chơi gì anh. Let's go. Nhưng mà ý kiến anh mới là quan trọng nhất, anh là người quyết định đây. Ăn chứ. Đi 80 vòng. À, đây là tìm đường thấy quy. Zombie là bị quy hành. Đi nãy giờ muốn tham quan muốn hết nhà hành mon này vẫn chưa tìm thấy được. Bây giờ là cuộc đi kia tìm quản lý. A few moments later. Cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón ban nhạc Dreamfire. Và nói đầu tiên thì xin được phép anh Danh Ca, Vôn và tất cả các anh em sinh ra được gửi lời chào sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất tới Sài Gòn á. Và chúng tôi vừa về tới phòng, cảm thấy gần là mệt mỏi và chuẩn bị sẽ ăn nhậu. Yeah! Uống nước không? Dạ em ơi! Dạ! Uống nước không? Uống nước. Uống nước không kìa? Chuối hả? Ăn chuối không? Cho chuối đi! Hỏi ăn bánh không? Thôi em, đúng rồi.
Và sau khi về phòng thì mình quyết định sẽ ăn nhậu cùng với anh em, làm sương sương dễ ngủ. Không có sao đâu. Cái không hết rồi. Kìa, sợ virus kìa, trong khi nó nhậu với mình. Mình đang bay đó. Vì sao kìa, nên mình sẽ bay các công trùng để mình tìm cái trong uống như vậy sao. Sư phụ mày cho em mày. Quy ấy. Chúc mọi người ngon miệng. Mình làm một chén bia xong rồi mình ngủ sớm. Chúc mọi người ngon miệng và một buổi tối tốt lành. Bye bye. Sáng mình thức dậy xong mình quay cho các bạn tiếp. Kết thúc đi chứ. Tôi tắt máy, tôi kè đầu nhẹ, nhìn mắt tôi là biết anh. Anh Long mà gặp lại. À, thôi nha, mai ngủ nhất ấy. Mai quay tiếp. Hello, mình thức rồi đây. Sau một đêm say xỉn thì hôm nay mình đã tỉnh và mình đang uống cà phê cùng với mọi người và chuẩn bị đi về. Trong khi người ta đang uống cà phê thì Giang Thái Châu vẫn còn đang ngủ. Mình mong là bạn ấy thức sớm hơn nữa để được hưởng thụ cái cảm giác cà phê sáng như này. Vừa ăn một dĩa cơm bì khá là ngon và ấm no hạnh phúc cùng với đồng bọn. Bây giờ là mình đang di chuyển qua tìm chỗ uống cà phê lần hai. Nói gì để mẫn. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình và hẹn gặp lại các bạn trong vlog tiếp theo. Tại bây giờ tôi cũng chẳng biết tôi quay cái gì cho mọi người xem. Thì arigato. Mọi người nhớ giữ sức khỏe. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau trên sân khấu và tôi sẽ ôm mọi người một cái. Yeah 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 yeah. Chị kêu chị đúng không?